Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Gần đây, tình hình Biển Đông tuy không nóng bỏng như hồi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển nước ta nhưng tình hình vẫn phức tạp. Người Mỹ đã thực sự xoay chuyển lực lượng sang Thái Bình Dương và gần đây đã cho máy bay, tàu chiến tuần tra vài lần trên Biển Đông. Trong bối cảnh này, báo chí cả Mỹ lẫn Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra những nhận định về lực lượng tương quan của hai bên. Phía Mỹ, tờ National Interest có một bài với tựa đề tạm dịch là "Nếu chiến tranh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc xảy ra ngay bây giờ thì ai thắng?" Trong bài báo, tác giả so sánh tương quan khả năng của ba nước dựa trên bốn loại vũ khí chính là máy bay chiến đấu, tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và xe tăng. Còn phía Trung Quốc, mới đây mạng Sina quân sự đăng một bài với tựa đề nói rõ rằng so sánh các vũ khí của Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông thì ai mạnh hơn ai. Trong bài của Sina, tác giả liệt kê hết những loại vũ khí lớn mà hai bên có thể sử dụng khi nổ ra chiến tranh, để giúp quý vị có cái nhìn tổng hợp về tương quan vũ khí của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bản tin này, chúng tôi tổng hợp các quan điểm của cả báo Mỹ và báo Trung Quốc. Tờ National Interest cho rằng, trong lĩnh vực máy bay tàng hình đã được đưa vào hoạt động thực tế thì Mỹ đang đi trước Trung Quốc một bước. Tuy nhiên, họ mới có 187 chiếc F-22 và một số F-35. Hiện vẫn còn đang kiểm tra, thử nghiệm với một loạt trục trặc. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố đang phát triển 4 loại máy bay chiến đấu tàng hình. Chiếc J-31 đã ra mắt trong triển lãm hàng không 2014 và là mối đe dọa hiện hữu nhất. Còn chiếc J-20 thì có lẽ mới chỉ đi vào sản xuất đại trà trong thời gian gần đây. Chiếc J-20 có lẽ sẽ là kình địch của F-35 chứ không phải F-22. Ngoài ra còn có hai thiết kế mới nhất là J-23 và J-25 nhưng hiện tại nó mới chỉ ở trong tin đồn và trong tuyên truyền của Trung Quốc. National Interest kết luận rằng khi những máy bay khác vẫn còn chưa được kiểm chứng thực tế thì F-22 vẫn là người chiến thắng rõ ràng. Tuy nhiên, những phi công F-22 không thể hoàn toàn yên tâm vì nhiều máy bay đang được phát triển để bắn hạ chúng. Đặc biệt là các máy bay đó được phát triển bởi các kỹ sư đã nắm vững sơ đồ của F-22. Trong lĩnh vực máy bay, phía Sina liệt kê có phần chi tiết hơn. Sina nhận định, nếu xảy ra chiến tranh trên Biển Đông, Mỹ có các máy bay F-22, F-35, F-18 là máy bay chiến đấu, máy bay ném bom thì có B-2, B-52, máy bay tuần tra chống ngầm thì có chiếc B-8. Còn phía Trung Quốc, Tina chỉ nói đến chiếc J-11 là máy bay chiến đấu và chiếc H-6000 là máy bay ném bom mà không nhắc gì đến J-20 và J-31. Có lẽ các máy bay J-20 và J-31 hiện chưa được sản xuất đại trà. Về lực lượng tàu mặt nước, theo National Interest, Hải quân Mỹ là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Họ có lực lượng chiến đấu mặt nước ngay lập tức, ở bất kỳ nơi nào xảy ra vấn đề trên đại dương. Lực lượng của họ gồm 10 tàu sân bay cỡ lớn và 9 tàu đổ bộ trực thăng. Trong khi đó, Trung Quốc đang thúc đẩy một cuộc cách mạng trên biển với hải cảnh và hải quân. Hải cánh của họ được dùng ở các vùng biển tranh chấp và là lực lượng cảnh sát biển được trang bị tàu lớn nhất, vũ trang mạnh nhất thế giới. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc cũng có hàng trăm tàu chiến với tên lửa tiên tiến và các vũ khí cảm biến khác. National Interest đi đến kết luận Hải quân Mỹ vẫn là vô địch thế giới, nhưng lợi thế công nghệ và kích thước khổng lồ của họ sẽ không đủ để vượt qua tên lửa Trung Quốc nếu họ phải chiến đấu ở vùng nước của đối thủ. Về lực lượng tàu mặt nước, mạng Sina cũng liệt kê phía Mỹ có các tàu sân bay, tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu khu trục. Trong đó, Sina cho biết nhóm tàu sân bay Stennis đã đi vào Biển Đông tuần tra cùng các tàu khu trục như Larsen. Mạng Sina không nhắc đến tàu sân bay Liaoning như một đối trọng với tàu sân bay Mỹ, vì có lẽ con tàu này đang hỏng lên, hỏng xuống. Và trong ngắn hạn, Trung Quốc chưa dễ gì xây dựng được nhóm tàu sân bay chiến đấu có đủ năng lực tác chiến. Sina chỉ nói đến các tàu khu trục lớp 052C và 52D cũng giống như nhận định của National Interest rằng Trung Quốc có nhiều tên lửa chống hạm. Mạng Sina đã liệt kê khá nhiều tên lửa chống hạm của họ như IG-83, IG-62, IG-12 và Đông Phong 16. Qua đó có thể thấy bản thân Trung Quốc cũng nhận định họ chưa đủ sức mạnh để đánh một trận quy ước với Hải quân Mỹ ở trên biển, mà chủ yếu vẫn phải dựa vào các tên lửa chống hạm bố trí từ đất liền về tàu ngầm. Theo National Interest, Mỹ có 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo, với tổng số tên lửa hạt nhân mang được lên đến 280 quả. Mỗi quả tên lửa trong số đó đủ sức quét sạch một thành phố. Ngoài ra còn 4 tàu tên lửa dẫn đường, mỗi tàu mang 154 quả tên lửa hành trình Tomahawk và 54 tàu ngầm hạt nhân tấn công. Các tàu ngầm Mỹ có công nghệ tiên tiến, vũ khí trang bị mạnh và có khả năng tàng hình. Phía Trung Quốc mặc dù đang đóng thêm nhiều tàu ngầm, nhưng hiện tại họ mới có 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công, 53 tàu ngầm tấn công diesel và 4 tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân. Tàu ngầm của Trung Quốc bị đánh giá là dễ theo dõi và Mỹ cùng các đồng minh ở Thái Bình Dương đang triển khai các thiết bị tinh vi để theo dõi chúng ở bất kỳ đâu. National Interest kết luận là các hạm đội tàu ngầm Mỹ có khả năng chiến thắng cả trong cuộc chiến ngầm đối đất, ngầm đối ngầm. Nhưng khoảng cách này cũng đang dần bị thu hẹp.
Các nghiên cứu và phát triển nhanh chóng trong xưởng đóng tàu của Trung Quốc sẽ làm cho đại dương là nơi nguy hiểm hơn với tàu ngầm Mỹ trong so sánh tàu ngầm. Mạng Sina cũng nói rằng, các tàu ngầm hạt nhân tấn công của Mỹ mang được nhiều tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, còn phía Trung Quốc chủ yếu vẫn chỉ có tàu ngầm diesel điện là nhiều. Các tàu diesel này chủ yếu mang ngư lôi để đánh tàu mặt nước và tàu ngầm mà thôi. Ngoài ra, khi tác chiến trên biển, vấn đề phòng không cũng là một vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, phía Mỹ đã xây dựng được hệ thống phòng không hiện đại cho các nhóm tàu sân bay hoặc nhóm tàu chiến đấu mặt nước. Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng rất chú ý xây dựng năng lực phòng không cho các tàu mặt nước của họ từ tầm ngắn đến tầm trung. Qua những đánh giá của cả phía Mỹ và Trung Quốc như đã nêu ở trên, có thể thấy rằng trong so sánh thì Mỹ đang chiếm ưu thế về kỹ thuật vũ khí, nhưng Trung Quốc ngoài lực lượng trên biển, còn có các hệ thống căn cứ rộng lớn trên đất liền để hỗ trợ. Do vậy, nếu hai nước đánh nhau quyết liệt, Mỹ có thể thiệt hại nặng, nhưng nếu Mỹ thiệt hại nặng thì Trung Quốc có thể sẽ bị đốt cháy hết vốn liếng hải quân mà họ đã tích tụ trong mấy chục năm qua. Thưa các bạn, vừa qua, trên mạng Sina của Trung Quốc lại đăng một chùm ảnh chụp từ một đoạn phóng sự trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam để phân tích. Đoạn phóng sự này nằm trong chương trình mang tên Học để chiến đấu, phát sóng trong chuyên mục Sống trong quân ngũ của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Phóng sự làm về việc đào tạo thủy thủ qua mô hình mô phỏng tàu chiến Gepard, trong đó có cảnh các học viên tập sử dụng pháo và tên lửa bắn một tàu chiến giả định. Dựa vào cảnh đó, mạng Sina giật tít là Hải quân Việt Nam mô phỏng đánh chìm tàu khu trục hiện đại của Trung Quốc. Nội dung câu chuyện này ra sao? Trong bản tin này, mời các bạn cùng theo dõi trang mạng Sina viết. Gần đây, truyền thông quân sự Việt Nam đã công khai hình ảnh công tác huấn luyện chiến đấu của Hải quân Việt Nam trên máy mô hình mô phỏng tàu hộ vệ lớp Gepard. Theo hình ảnh trong đó, hình ảnh mục tiêu mô phỏng để binh sĩ Hải quân Việt Nam bắn chìm là tàu khu trục hiện đại của Trung Quốc. Mỗi bước phát triển của Hải quân Việt Nam hiện nay đều là tâm điểm chú ý của thế giới. Theo truyền thông Nga, Không quân Việt Nam đang chuẩn bị ký hợp đồng mua 8 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga và có kế hoạch mua 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không Su-400. Trước mắt, Không quân của Việt Nam đã được trang bị 48 chiếc máy bay gồm Su-30MK2V và Su-27. 6 tàu ngầm Kilo sẽ có mặt đầy đủ trong lực lượng hải quân vào cuối năm nay. Những tin tức gần đây cũng cho biết, Hải quân Việt Nam cũng có kế hoạch mua thêm 2 tàu hộ vệ lớp Gepard nữa. Hiện tại, Hải quân Việt Nam đã có 2 chiếc loại này và 2 chiếc nữa đã được nhà máy của Nga sắp sửa hoàn thành. Truyền thông quân sự và truyền thông nói chung của Việt Nam thường mô phỏng đến cuộc hải chiến Trung Việt, thậm chí còn có mạng quân sự tuyên bố Hải quân Việt Nam có thực lực để phong tỏa các căn cứ Trung Quốc. Các căn cứ này có các tàu ngầm hạt nhân lớp 94, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp 093B, tàu khu trục tên lửa lớp 052D. Như vậy, tương lai tàu sân bay Trung Quốc tự đóng là chiếc 001A sẽ bố trí ở đâu? Điều này không thể cấm người trong nước đừng hỏi đến Hải quân và Không quân Việt Nam tăng cường khuếch trương có ý định là để làm gì, ý tưởng chiến lược và đằng sau lại là thế nào. Gần đây, khi chiếc Su-30MK2V của Việt Nam rơi, rồi chiếc tuần tra cứu nạn KSA-212 đi tìm cũng bị rơi. Đây cũng là lần đầu tiên loại máy bay này xuất hiện ra trước mắt mọi người. Nghe nói chiếc KSA được Việt Nam mua là để khóa mục tiêu những tàu khu trục tên lửa lớp 52C và 052D. Máy bay KSA C-212 được mua với dụng ý để giúp Việt Nam tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa chống hạm. Trên loại máy bay này, Hải quân Việt Nam trang bị radar MS-6000 của công ty SSC Thụy Điển sau khi đi vào hoạt động. Loại máy bay này không những tăng cường năng lực giám sát hàng hải Việt Nam, mà còn có năng lực cảnh báo sớm nhất định. Ngoài ra, đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã bày tỏ hứng thú về chiếc máy bay cảnh báo sớm C-295 của công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Máy bay được trang bị radar có cự ly bao phủ 300 km. Nếu được trang bị các máy bay này, Việt Nam sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của các tên lửa chống hạm. Các đơn vị tên lửa trên bờ của Việt Nam đến nay có 4 lữ đoàn. Các đơn vị này trang bị các hệ thống tên lửa chống hạm như lữ đoàn 679, 680 ở Hải Phòng và Đà Nẵng, hoặc rocket dẫn đường mua của Israel ở lữ đoàn 685. Riêng lữ đoàn 681 đóng tại vịnh Cam Ranh trang bị tên lửa chống hạm siêu âm Patriot P khi chiến tranh. Các lữ đoàn tên lửa chống hạm ở Hải Phòng, Đà Nẵng cũng có thể tham gia vào việc phong tỏa đường biển, đồng thời lợi dụng các tên lửa chống hạm P-15 để uy hiếp hạm đội của Trung Quốc đóng ở Hải Nam. Trước mắt, nguy hiểm nhất trong các tên lửa chống tàu của Hải quân Việt Nam là hệ thống Patriot P với tầm bắn khoảng 350 km. Nó bay ở độ cao từ 50 đến 7.000 m, tốc độ hành trình Mach 0.9, nhưng ở giai đoạn tấn công mục tiêu, tốc độ lên tới Mach 2.5. Ngược lại, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị đối phó với 3 vũ khí là tên lửa phòng không Hồng Kỳ 9 và Hồng Kỳ 16, pháo phòng không tầm gần LZ-2000, cùng tên lửa hành trình CZ-10. Với khả năng của radar Hồng Kỳ 9, các máy bay của Việt Nam hễ xuất kích sẽ bị phát hiện và theo dõi. Khi đột kích ở tầm gần thì các pháo phòng không tầm gần LZ-2000 sẽ khai hỏa. Sau đó, Reuters cũng báo cáo rằng, Ấn Độ đã đến Việt Nam và các nước khác để tiếp thị tên lửa BrahMos để kiềm chế sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Với danh sách tiếp thị hơn 15 quốc gia,
người ta cho rằng việc xuất khẩu tên lửa BrahMos sẽ làm cho Ấn Độ từ một nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trở thành một nước xuất khẩu vũ khí. Theo tin trên truyền thông, từ năm 2011, Việt Nam đã muốn mua BrahMos. Loại tên lửa này có thể đạt đến vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Indonesia và Philippines cũng muốn mua loại tên lửa này. Hiện tại BrahMos có thể phóng đi từ đất liền hoặc từ tàu chiến, còn phiên bản phóng từ máy bay thì đang được thử nghiệm. Tuy Ấn Độ không có tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, nhưng hai nước lại có tranh chấp trên bộ ở biên giới. Ấn Độ cũng luôn chú ý đến những hành động khuếch trương thế lực của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Ấn Độ đã phàn nàn về việc Trung Quốc viện trợ quân sự cho Pakistan, cũng như việc tàu ngầm Trung Quốc đến Sri Lanka. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung thông tin mà mạng Sina của Trung Quốc chèn vào bên dưới các bức ảnh chụp lại màn hình đoạn phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam. Trước khi có những bình luận về bài viết của mạng Sina, chúng tôi xin mời các bạn cùng xem đoạn phóng sự truyền hình quốc phòng mà mạng Sina đang nói đến. Thưa các bạn, qua theo dõi đoạn phóng sự này, các bạn cũng thấy rằng hình ảnh con tàu địch mô phỏng không có gì chắc chắn để khẳng định đó là tàu chiến Trung Quốc. Rõ ràng mạng Sina đã cố ý suy diễn và tất nhiên dụng ý của việc đó chỉ là để nhằm kích động sự thù địch của dân Trung Quốc đối với người Việt Nam. Ngoài ra, các vấn đề khác mà mạng Trung Quốc đề cập đến, chẳng hạn như Việt Nam mua Su-35, tên lửa S-400, hai tên lửa BrahMos và máy bay cảnh báo sớm thì tất cả cũng chỉ mới là tin đồn. Các tin đồn đó đều xuất phát từ căn cứ duy nhất là Việt Nam đang quan tâm đến những loại vũ khí này và mọi thứ vẫn đang trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, giả dụ như Việt Nam có mua tất cả những vũ khí mà mạng Sina đề cập đến thì cũng chẳng gây hại gì cho Trung Quốc. Đối với Việt Nam, mua vũ khí là để tự vệ, cho nên vũ khí đó sẽ chỉ bắn ra khi nào lãnh thổ Việt Nam bị xâm phạm, chủ quyền bị đe dọa, vận mệnh đất nước lâm nguy mà thôi. Tóm lại, có vẻ việc mạng Sina suy diễn mô hình huấn luyện của Hải quân Việt Nam có thể cũng là một trong những hành động nhằm hướng sự phẫn nộ của dân Trung Quốc vào những nước khác sau khi tòa trọng tài ra phán quyết. Cùng với việc tuyên truyền, tẩy não người dân về đường lưỡi bò, truyền thông Trung Quốc trong mấy năm qua còn liên tục đưa ra những giọng điệu tỏ vẻ nước Trung Quốc đang bị xung quanh thù địch. Có vẻ truyền thông nước này đang muốn gợi lại cái dùng mình ớn lạnh và mối thù của người dân Trung Quốc khi nước này bị thực dân phương Tây bao vây, xâu xé hồi cuối thời nhà Thanh. Nhưng kỳ thực, ngày nay Trung Quốc vì tính tham lam đang tranh chấp với khắp các láng giềng, đã như vậy mà lại còn luôn tỏ ra là người bị hại thì tục ngữ Việt Nam gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Theo đo lường của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 11 giờ 19 phút trưa ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam và huyện Vệ Ninh, Nghĩa Hồi và Miêu Tự Trị, biên giới tỉnh Quý Châu. Trận động đất xảy ra ở tọa độ 27,5 độ Vĩ Bắc, 104,0 độ Kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 14 km. Vào lúc 12 giờ 16 phút trưa, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter khác đã xảy ra ở huyện Y Lương, thành phố Chiêu Thông với độ sâu tiêu cự là 10 km. Tâm chấn của trận động đất cường độ 5,7 và 5,6 độ Richter ở Y Lương và Ngụy Ninh cách huyện Y Lương khoảng 15 km, cách Đại Quan 30 km, cách thành phố Chiêu Thông 33 km, cách thành phố Lục Điếm 56 km và cách thành phố Côn Minh khoảng 300 km. Trận động đất xảy ra ở phía đông của khối hình thoi Tứ Xuyên Vân Nam, nơi các đứt gãy hoạt động có xu hướng đặc biệt đã phát triển. Cấu trúc tạo địa chấn của trận động đất này nằm gần đứt gãy Tây Vu Hà và đứt gãy Chiêu Thông, và cơ chế tiêu điểm là trượt ngang. Tính đến 13 giờ ngày hôm qua, trong vùng động đất đã xảy ra 10 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên, trong đó có 6 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 2 trận động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter. Cường độ 5,7 và 5,6 độ Richter ở Y Lương đã tạo thành một trận động đất kép. Đã có những trận động đất mạnh 5 độ Richter ở khu vực lân cận khu vực này. Những năm trước đã có 8 trận động đất mạnh 5 độ Richter trở lên trong phạm vi 50 km xung quanh khu vực động đất. Trận động đất lớn nhất là ở Quý Châu và 2 trận động đất 5,8 độ Richter ở Đại Quan, cách trận động đất lần lượt là 11 km và 23 km. Kể từ năm 1948 đã có 28 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên trong phạm vi 100 km tính từ khu vực xảy ra động đất, lớn nhất là trận động đất 7,1 độ Richter năm 1974, cách trận động đất này 78 km. Đánh giá các loại động đất lịch sử gần khu vực động đất, các trận động đất tương đối phức tạp, có các loại trận động đất chính và dư chấn và loại trận động đất kép.
trong đó 8 nhóm trong số 11 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn. 5 nhóm chấn động chính và dư chấn chiếm 63%. Tuy nhiên, hầu hết các trận động đất trên 5 độ Richter đều là động đất kép hoặc động đất quét. Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra ở Diên Tân, phía bắc Diên Tân. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ vào chiều ngày thứ Tư rằng, kể từ tháng này, các tỉnh Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hà Nam và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục. Đặc biệt trong tuần qua, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở miền Trung và miền Nam Thiểm Tây, lưu vực Tứ Xuyên, miền Tây và miền Bắc Hoàng Hoài. Trong đó, miền Nam Thiểm Tây và Đông Bắc Tứ Xuyên có lượng mưa từ 300 đến 500mm. Theo thống kê mới nhất cho đến nay, lượng mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam, khiến 14,924 triệu người bị ảnh hưởng, 75 người chết, 92 người mất tích và 1,421 triệu người phải di rời khẩn cấp, trong đó có 572.000 người phải di chuyển khỏi nơi nguy hiểm. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 650,6 nghìn ha, trong đó 508.000 ha bị mất trắng, 129.000 ngôi nhà bị sập và 300.000 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 17,27 tỷ nhân dân tệ. Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày hôm kia, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khác cũng đã làm rung chuyển bang Sikkim, Ấn Độ, ảnh hưởng đến 13 quận Sikkim, Tây Tạng, làm 7 người chết, 37 người bị thương và khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại. Theo các báo cáo, sau lũ lụt, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong vùng thiên tai đã hết sức quan tâm, kiên quyết phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác hỗ trợ đời sống, tái định cư tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, đảm bảo hiệu quả cuộc sống cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Để đối phó với những thảm họa bất ngờ ở 4 tỉnh, khu tự trị Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam, Tây Tạng, Bộ Nội vụ đã khẩn cấp phân bổ 5.000 chiếc lều, 20.000 chăn bông và 20.000 áo khoác bông cho các khu vực bị thiên tai ở Thiểm Tây. Khu dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung tâm Tây An đã nhận 4.000 chiếc lều đặc biệt và 5.000 chăn bông đã được phân bổ khẩn cấp từ kho dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương ở Thành Đô đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tứ Xuyên. Kính thưa quý vị, mưa lớn khiến hơn 110.000 người ở An Khang, Thiểm Tây bị ảnh hưởng. Người dân địa phương đã được di rời kịp thời. Cục Bảo tồn nước tỉnh Thiểm Tây và Cục Quản lý Khẩn cấp An Khang cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm nay, phía Nam và Đông Nam Thiểm Tây có lượng mưa lớn. Tính đến 12 giờ 40 phút ngày hôm nay, thiên tai lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến 113.030 người ở An Khang, Thiểm Tây, 21.910 người đã được di chuyển khẩn cấp đến nơi tránh trú tạm và 23.849 người đã được chuyển và tạm trú trước đó. Được biết, trong đợt mưa này có 74 huyện của tỉnh Thiểm Tây có mưa, trong đó có 11 huyện trên 100mm, lượng mưa tích lũy tối đa là 171,8 mm. Tại trạm Pháp Long, Trấn Bình bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, 12 con sông và 12 trạm ở tỉnh Thiểm Tây có 21 đỉnh lũ, một số con đê ở huyện Trấn Bình và một số khu vực trong huyện bị ngập. Là một trong những trung tâm của trận mưa lớn này, 116 thị trấn và 12 quận ở thành phố An Khang đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Các loại cây trồng như khoai tây, ngô và thuốc lá sấy ngô bị hư hại. Cơ sở hạ tầng như hệ thống cấp nước, đường xá và bờ kè bị hư hại nhưng không có thương vong. Hiện tại, những người thuộc diện phải di chuyển khẩn cấp khỏi địa phương đã được bố trí tạm trú hợp lý tại 108 khu tạm trú tập trung của thành phố, bao gồm các khu thể thao, tạm trú phân tán cùng người thân và bạn bè. Trước lượng mưa lớn, Cục Thủy lợi tỉnh Thiểm Tây đã tăng cường theo dõi và dự báo tình trạng nước và mưa, điều động các hồ chứa xả nước trước, sơ tán cư dân xung quanh các hồ chứa một cách khoa học, đồng thời đưa ra cảnh báo lũ lụt đặc biệt đối với các khu vực có mưa lớn. Phối hợp với Cục Khí tượng tỉnh Thiểm Tây đưa ra cảnh báo khí tượng với mưa lớn và lũ lụt trên núi và phát sóng nhắc nhở cảnh báo trên các chương trình thời tiết trên TV. Cục Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây yêu cầu tất cả các thành phố và quận có liên quan phải tăng cường giám sát, cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng thủ khác nhau và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai ở mức độ lớn nhất. Theo dự báo, hầu hết các nơi ở Thiểm Tây có mưa nhỏ, mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở Nam Thiểm Tây, phần lớn Quang Trung và Tây Thiểm Tây. Sở Dân Chính tỉnh Thiểm Tây cho biết vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm kia rằng, tính đến 9 giờ ngày hôm kia, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 451.000 người ở 28 huyện và quận của 7 thành phố, bao gồm Hán Trung, An Khang, Bảo Kê, Hàm Dương, Vị Nam, Nhã An và Thông Xuyên. Cho đến nay đã có 4 người chết. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để cứu trợ thiên tai ở tỉnh Thiểm Tây.
Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Thiểm Tây, tính đến 9 giờ ngày hôm nay, 28 quận thuộc 7 thành phố gồm Hán Trung, An Khang, Bảo Kê, Hàm Dương, Vị Nam, Diên An, Thông Xuyên đã bị lũ lụt. Mưa lũ đã khiến tổng số 451.000 người bị ảnh hưởng, 34.000 người phải di rời, 4 người chết và 13 người mất tích, 37.890 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 4.650 ha bị phá hủy, 3.400 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng, hơn 7.000 ngôi nhà nói chung bị hư hại, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 900 triệu nhân dân tệ. Được biết, sau mưa lũ, thành phố Hán Trung đã triển khai ứng phó khẩn cấp, cứu trợ thiên tai cấp độ 2, phân bổ 1,45 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ lũ lụt và tích cực thực hiện công tác tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Huyện Phong Bình đã cử một nhóm công tác mang theo thiết bị liên lạc vệ tinh khẩn trương đến thị trấn Nhạc Bá, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Chiều ngày hôm kia, Ban Nội chính tỉnh cử đoàn công tác do Đông Á Minh, Giám đốc Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh, dẫn đầu đến huyện Phong Bình để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những người mất tích, tổ chức di rời dân vùng nguy hiểm, sắp xếp ổn định đời sống cơ bản của nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay, để đối phó với lũ lụt gần đây trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu của tỉnh Thiểm Tây, chính quyền tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp với mưa lũ ở tỉnh Thiểm Tây. Phùng Tân Trụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Thiểm Tây đã dẫn đầu các đồng chí phụ trách các vấn đề dân sự, tài chính, thủy lợi và các bộ phận khác gấp rút đến khu vực bị lũ lụt ở Hán Trung để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt. Quý vị thân mến, thiệt hại kinh tế 461 triệu đô la Mỹ, 185.900 người và 491.000 ha đất nông nghiệp ở Đại Lý, Vệ Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và một ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4 đã được đưa ra cho Thiểm Tây. Theo tin từ CNR, thành phố Vệ Nam, tỉnh Thiểm Tây cho biết, do quá trình thời tiết mưa 5 đợt liên tiếp gần đây ở huyện Đại Lý, thời gian mỗi đợt kéo dài và lượng mưa tích lũy lớn, hiện tại 491.000 ha đất nông nghiệp ở huyện Đại Lý đã bị ảnh hưởng do mưa bão làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu hoạch vụ hè. Cho đến nay, 108 ngôi làng ở 17 thị trấn ở huyện Đại Lý đã bị ảnh hưởng với dân số 185.900 người và diện tích 491.000 ha cây trồng đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 461 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, do thời tiết vụ hè có nhiều mưa nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu hoạch năm nay. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được 79.000 ha ngô và 11.000 ha rau các loại. Theo thống kê của Cục Khí tượng, tính đến 21 giờ ngày thứ 6 tuần qua, lượng mưa tích lũy trên địa bàn huyện Đại Lý là 681,0mm, cao hơn khoảng 60% so với mức trung bình 424,4mm cùng kỳ các năm trước. Trong đó, có 3 trận mưa lớn liên tiếp trong tháng này, lượng mưa đạt 290,6mm, nhiều hơn 272% so với trung bình cùng kỳ các năm trước, đứng thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau 300,9mm của năm 2021. Hai sở chịu thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở Thiểm Tây và Sơn Tây cũng đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4. Theo tin tức khách hàng của CCTV, vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Hai, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Cục Quản lý khẩn cấp đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4 đối với mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng gần đây ở các tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, đồng thời gửi một đoàn đến vùng thiên tai để kiểm tra tình hình lũ lụt tại chỗ và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương làm tốt công tác di rời, tái định cư và hỗ trợ đời sống cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật, Văn phòng Ủy ban Công tác Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai tỉnh Thiểm Tây đã ban hành một thông tư nêu rõ rằng, kể từ ngày đầu tháng, tỉnh Thiểm Tây thường có mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ đã gây ra sạt lở đất và các tai biến địa chất khác ở nhiều nơi do mưa bão, lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo các quy định về ứng cứu khẩn cấp thiên tai của tỉnh Thiểm Tây, Văn phòng Ủy ban Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai tỉnh đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 thiên tai cấp tỉnh vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, đề nghị các đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo giảm nhẹ thiên tai tỉnh hướng dẫn thành phố, quận làm tốt công tác xác minh thiên tai, cứu trợ thiên tai và khắc phục, tái thiết sau thiên tai theo chức trách của mình. Trên trang web của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, sẽ vẫn có mưa lớn ở phía nam sông Hoài Hà thuộc tỉnh Giang Tô từ ngày mai tới 3 ngày tiếp theo và mưa lớn ở một số khu vực. Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô đã đưa ra một phản ứng khẩn cấp cấp 3 về mưa bão lớn. Theo tin tức từ trang web của Cục Khí tượng Thường Châu, Giang Tô, Đài quan sát khí tượng Thường Châu đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Kể từ đầu tuần, Giang Tô đã trải qua những trận mưa to đến mưa lớn từ Bắc chí Nam. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô đã đưa ra cảnh báo mưa bão và tín hiệu cảnh báo sớm hàng ngày.
Vào lúc 19 giờ 33 phút tối ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam cho vành đai mưa lớn ổn định dọc theo sông Giang Hoài và dọc theo khu vực phía Nam Giang Tô. Đến 3 giờ 34 phút và 8 giờ 55 phút ngày hôm nay, tín hiệu cảnh báo mưa dông màu cam liên tục được phát đi và thay đổi. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, dọc khu vực phía Nam Giang Tô đã có mưa to đến rất to. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, từ ngày mai đến 3 ngày tới, khu vực phía Nam sông Hoài Hà của tỉnh Giang Tô vẫn sẽ có mưa lớn và mưa lớn ở một số khu vực. Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô ban hành lệnh ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với mưa bão lớn. Yêu cầu về lệnh ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với mưa bão của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô, Văn phòng khẩn cấp của Cục Khí tượng Giang Tô và các sở, đơn vị cấp tỉnh có liên quan Nam Kinh, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Trấn Giang, Nam Thông, Thái Châu, Dương Châu và các văn phòng khí tượng thành phố khác ngay lập tức vào trạng thái ứng cứu khẩn cấp cấp 3 và thực hiện tốt công tác ứng cứu khẩn cấp theo đúng quy trình ứng phó khẩn cấp cấp 3. Theo trang web của Cục Khí tượng Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Đài quan sát khí tượng Thường Châu đã đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão thành màu đỏ vào lúc 12 giờ 36 phút ngày hôm nay. Mưa lớn đã xảy ra ở thành phố Thường Châu và hầu hết các khu vực của Tế Đàn. Dự kiến vẫn còn mưa lớn, có nơi mưa to cục bộ, cần đề phòng các thảm họa thứ cấp do mưa lớn gây ra. Kính thưa quý vị, mưa lớn kéo dài 24 giờ bắt đầu từ chiều hôm qua đã khiến mực nước sông Dương Tử ở Giang Tô dâng cao đến vượt mức cảnh báo an toàn. Trong đó, Thường Châu, Nam Kinh, mực nước ở nơi gần các con đập và mực nước của kênh đào lớn đã vượt qua mực nước cao nhất vào năm 1991. Nhiều ngôi nhà ở khu vực thành thị đang bị ngập lụt và đã được tổ chức di dời. Tuần trước, khu vực Giang Tô chính thức bước vào mùa mưa vừa được công bố. Mưa đã xảy ra từ chiều hôm thứ Sáu. Kể từ chiều ngày thứ Sáu, mưa lớn tiếp tục xâm chiếm hầu hết các vùng của Giang Tô. Theo bản tin phòng chống lũ lụt do Văn phòng Phòng Thủ đô Thị thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô phát hành lúc 14 giờ chiều ngày thứ Bảy, tính đến 14 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 181mm, khu vực có lượng mưa lớn nhất là quận Cổ Lâu với lượng mưa 190mm, khu vực gần trạm có lượng mưa 230,0mm. Văn phòng đô thị của thành phố nói với các phóng viên rằng áp lực kiểm soát lũ lụt của thành phố đã đạt đến mức cao nhất hiện nay. Được biết, kể từ đêm qua, công tác kiểm soát lũ ở thành phố Nam Kinh đã hoạt động hết công suất, nhưng mưa lớn liên tục đã khiến mực nước các sông hồ trên toàn lưu vực dâng cao. Tình hình nước ở thành phố Nam Kinh đang rất tồi tệ và đang trong tình trạng khẩn cấp. Trong đó có khoảng 300 hộ dân ở khu vực Tề Kiều Văn, quận Tân Hoài, Nam Kinh, nằm ở phía đông thành phố, bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đang tổ chức cứu hộ và di chuyển khẩn cấp. Phóng viên nhìn thấy sông Bản Kiều gần thành phố mới Bản Kiều ở Nam Kinh. Nước sông vượt quá mực nước cảnh báo và nước mưa không thể thoát ra được nữa, khiến tất cả các khu vực xung quanh sông, bao gồm cả những cây cầu đi qua đều bị ngập lụt. Nằm ở trung tâm thành phố và Khổng Miếu, nơi ở cũ của đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh Giang Tô, nơi này có giá trị hàng triệu đô la Mỹ, đã giống như một hang động nước do địa hình trũng thấp. Bên ngoài nhà chứa đầy nước khiến mực nước trong nhà nhanh chóng lên đến bắp chân người lớn, sâu khoảng 50cm. Đội quản lý đô thị thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ thoát nước. Sau 5 tiếng đồng hồ nước đã được rút cạn. Ngoài Nam Kinh, Thường Châu, Như Cao, Vô Tích và các nơi khác ở Giang Tô cũng hứng chịu mưa lớn, trong đó Thường Châu, Giang Tô có lượng mưa lớn nhất cả nước từ đêm qua đến sáng sớm nay, gây ngập úng nghiêm trọng khu vực đô thị và kiểm soát giao thông tạm thời được áp dụng trên nhiều tuyến đường. Đồng thời, do mực nước sông đang tiến gần đến bờ kè nên nguy hiểm sắp xảy ra và đoạn kênh Kỳ Thư Nham Bắc Kinh, Hàng Châu cũng đã thực hiện kiểm soát giao thông tạm thời, yêu cầu tàu qua phải giảm tốc độ để ngăn sóng tàu tác động vào kè, luồng nhánh bị đóng. Theo Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ Thường Châu, đoạn cầu Vệ Đông của kênh đào lớn ở Thường Châu đang bị ngập lụt nghiêm trọng và có nguy cơ làm vỡ bờ kè. Đến 11 giờ trưa tại khu vực kè cảng San San, hơn 150 người thuộc lực lượng công an, quản lý đô thị, cán bộ thị trấn và thôn đã bất chấp mưa lớn xuyên đêm dốc sức lực cứu hộ. Những chiếc xe tải liên tục nạo vét và vận chuyển cát sỏi, một chiếc tàu vận tải cập bến trên sông dường như bị treo lơ lửng trên đường. Nước từ những nơi khác nhau dưới kè tuôn ra, hội tụ thành nhiều dòng và đổ xô về hồ Nam An, một ngôi làng gần đó và toàn bộ làng hồ Nam An biến thành một dòng sông. Độ sụt của nền đường bên là 2m và độ sụt của mực nước sông là gần 3m. Nếu đập vỡ, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
lực lượng cứu hộ đã phối hợp với các hoạt động cơ giới tôn cao và làm dày bờ kè, nhưng do mưa không ngớt nên đến chiều cùng ngày vẫn chưa loại trừ được nguy hiểm. Theo Văn phòng Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thường Châu, tính đến 12 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, mực nước tại trạm cổng Tháp Chuông phía thượng lưu của kênh đào lớn hay còn gọi là sông Vệ Hà đã lên tới 5,98 m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,68 m, cao hơn mực nước cao nhất lịch sử năm 1991 là 0,46 m. Theo Cục Khí tượng Giang Tô, trận mưa đầy đe dọa này sẽ không sớm cuộc chiêng đánh trống trong một hoặc hai ngày tới. Nam Kinh, Thường Châu, Vô Tích và những nơi khác sẽ còn phải đối mặt với những trận mưa lớn dưới xả rất lớn và mực nước của sông Dương Tử không khả quan. Thưa quý vị, bắt đầu từ tối ngày thứ Hai, Nam Kinh hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Mưa như chút nước, tính đến 14 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình ở khu vực đô thị chính của Nam Kinh là 181 mm. Mực nước các sông hồ nội địa trên toàn lưu vực dâng cao. Theo dự báo của Cục Khí tượng Nam Kinh, dự kiến từ chiều nay đến sáng mai ở Nam Kinh vẫn có mưa to cục bộ với lượng mưa tập trung 50-100mm, cục bộ 120-150mm. Từ chiều mai đến đêm ngày kia, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, lượng mưa ở Nam Kinh sẽ suy yếu. Tuy nhiên, đến ngày tiếp theo, vành đai mưa sẽ lại dịch chuyển về phía Nam, trong thành phố vẫn sẽ có lượng mưa lớn. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Trụ sở Phòng chống hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tô, từ 8 giờ ngày thứ Sáu đến 14 giờ ngày thứ Bảy, lưu vực sông Tần Hoài có mưa lớn với lượng mưa tích lũy trên bề mặt là 160mm. Do ảnh hưởng bởi thủy triều dâng cao của sông Dương Tử, mực nước của toàn bộ sông Tần Hoài đã tăng lên nhanh chóng, mặc dù Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã mở hoàn toàn hai cổng xả Võ Đình Môn và cổng sông mới Tần Hoài với tốc độ dòng chảy là 569 m³/giây. Đến 14 giờ ngày thứ Bảy, mực nước tại trạm Đông Sơn đã lên 10,79 m, cao hơn mực nước cao nhất lịch sử năm 1991 là 0,05 m. Mực nước tiếp tục dâng cao. Hiện tại, các quận, huyện có liên quan ở Nam Kinh và Trấn Giang đang dốc toàn lực phòng thủ để đảm bảo an toàn cho việc kiểm soát lũ lụt trong lưu vực. Tại khu vực đô thị Nam Kinh, công tác kiểm soát lũ lụt cũng đang diễn ra sôi nổi. Các cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý Đô thị thành phố đều được huy động làm công tác chống ngập, các thiết bị đều hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, do lượng mưa rất lớn nên mực nước các sông hồ nội địa toàn lưu vực Nam Kinh vẫn đang dâng cao. Hồ Huyền Vũ đang tiến sát ngưỡng cảnh báo, mực nước các sông nội địa và sông Dương Tử đã đạt ngưỡng cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, mưa xối xả sẽ tiếp tục và việc kiểm soát lũ lụt đô thị sẽ đối mặt với một tình huống cực kỳ bất lợi. Chúng tôi sẽ tích cực ứng phó, Văn phòng Phòng thủ Đô thị Nam Kinh cho biết. Ngoài ra, do ảnh hưởng của lượng mưa, Cục Khí tượng Quân Giang Ninh Nam Kinh và Cục Tài nguyên và Đất đai đã cùng đưa ra một báo cáo đặc biệt về dự báo cảnh báo sớm các thảm họa địa chất. Tính đến 12 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa tích lũy trong khu vực là 87,5mm đến 255,2mm. Khu vực trung tâm và phía bắc của quận Giang Ninh có lượng mưa tương đối lớn, trong khi khu vực phía nam có lượng mưa yếu, tất cả đều đạt ngưỡng mức độ mưa lớn. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất, sẽ vẫn có lượng mưa liên tục ảnh hưởng đến Giang Ninh trong những ngày tới. Thời tiết mưa nhiều, đặc biệt là mưa lớn ngắn hạn, là yếu tố quan trọng gây ra các tai biến địa chất như trượt, lở đất, sụt lún mặt đất. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nguy cơ tiềm ẩn của thiên tai địa chất, đồng thời đảm bảo nhân viên túc trực 24/24 giờ, thông tin liên lạc thông suốt. Quý vị thân mến, tỉnh Giang Tô là tỉnh thường xuyên bị lốc xoáy tấn công nhất ở Trung Quốc. Với trung bình 21,4 cơn lốc xoáy mỗi năm từ năm 1956 đến năm 2023, cường độ của nó cũng cao nhất trong tất cả các tỉnh ở Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 2023, có 48 cơn lốc xoáy EF2 và 28 cơn lốc xoáy EF3 trở lên, vượt xa các tỉnh khác. Trận lốc xoáy gây thương vong nghiêm trọng nhất ở tỉnh Giang Tô trước đó là trận lốc xoáy EF34 vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, đổ bộ vào khu vực Diêm Thành khiến 87 người thiệt mạng và 1.246 người bị thương. Từ hai ngày qua, do chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nâng lên phía Bắc, gió mùa Nam Á và gió mùa Biển Đông hội tụ và di chuyển lên phía Bắc, mang theo hơi ẩm và nhiệt đến phía Bắc tỉnh Giang Tô. Đồng thời, một đợt không khí lạnh từ mặt sau của xoáy lạnh Đông Bắc di chuyển xuống phía Nam, bầu không khí ở tỉnh Giang Tô không ổn định lắm, xuất hiện hiện tượng thời tiết đối lưu gay gắt.
từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, phần phía bắc của Diên Thành bị ảnh hưởng bởi mây đối lưu mạnh và xảy ra thời tiết khắc nghiệt như gió giật mạnh, mưa đá và mưa lớn. Vào lúc 1 giờ 28 phút chiều ngày hôm qua, một cơn lốc xoáy trung bình hình thành gần Hoài An, tỉnh Giang Tô và sau đó một cơn lốc xoáy hình thành thị trấn Phù Ninh, Sigu ghi nhận tốc độ gió tối đa là 34,6 m/s vào lúc 2 giờ 49 phút chiều. Vào khoảng 3 giờ chiều, cơn lốc xoáy đã tấn công quận Phù Ninh và quận Siang cùng với mưa lớn và mưa đá. Sau khi ảnh hưởng đến Phù Ninh và Siang, cơn lốc xoáy dần tan biến. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận lốc xoáy đã khiến ít nhất 99 người chết và 846 người bị thương, trong đó gần 200 người bị thương nặng. Tại quận Phù Ninh có 28.104 ngôi nhà của 8.004 hộ gia đình bị sập và hư hại, 2 trường tiểu học bị hư hại, 8 tòa nhà xưởng bị hư hại và diện tích nhà kính bị hư hại là 48.000 ha, 615 ngôi nhà ở quận Siang bị hư hại hoặc sụp đổ, 220 trạm thu phát sóng thông tin liên lạc các loại ngừng hoạt động, 2.800 cột điện bị đổ, có nơi mất điện, trạm thông tin liên lạc không có tín hiệu, 1.570 cột tín hiệu hữu tuyến bị hư hỏng, 162 cột đèn đường bị hư hỏng, 40 cột đèn đường cao tốc bị hư hỏng, đường dây cấp điện bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho 30.000 phụ tải. Các cột và đường dây điện, cột thông tin liên lạc ở huyện Siang bị hư hỏng nghiêm trọng và tất cả người dùng trong khu vực có 4 đường dây 10 kV đi qua cơn lốc xoáy đều bị ảnh hưởng. Hai nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng mặt trời Canada Solar GCL tại địa phương bị hư hại, có diện tích 40.000 m2 và gây thiệt hại kinh tế gần 5 tỷ RMB. Nhóm công tác của Quốc vụ viện đã khẩn trương đến khu vực xảy ra lốc xoáy và phân bổ 1.000 chiếc lều, 2.000 chiếc giường gấp, 10 bộ đèn dạ chiến và các nguồn dự trữ cứu trợ thiên tai trung ương phát cho tỉnh Giang Tô để người dân tránh trú tạm thời. Tỉnh Giang Tô đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 1 để cứu trợ thiên tai, điều động 350 lều cứu trợ thiên tai và 700 đèn và lều đến khu vực bị lốc xoáy để hỗ trợ. Và đội công tác của Sở Dân Chính tỉnh đã đến địa điểm xảy ra thảm họa để bắt đầu công việc. Cục Khí tượng Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường địa phương để tiến hành điều tra và phân tích và tin rằng cường độ cơn lốc xoáy là EF4. Tính đến 17 giờ ngày thứ 6, Trung tâm Dịch vụ Quyên góp Xã hội tỉnh Giang Tô, Liên đoàn Từ thiện tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Liên đoàn Từ thiện Diêm Thành đã nhận được tổng cộng 151,8754 triệu nhân dân tệ quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội. Trong số đó, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của tỉnh đã huy động được 12 doanh nghiệp của tỉnh để hỗ trợ cứu trợ thiên tai với số tiền quyên góp là 23 triệu nhân dân tệ. Bộ phận dân sự và các hiệp hội từ thiện đã nhận được 149,9494 triệu nhân dân tệ tiền quyên góp và Hội chữ thập đỏ đã nhận được 1,926 triệu nhân dân tệ quyên góp. Bộ Tài chính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đã phân bổ khẩn cấp 100 triệu nhân dân tệ để chuyển khẩn cấp và tái định cư cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy và mưa đá nghiêm trọng ở Diêm Thành, hỗ trợ cuộc sống trong thời gian giai đoạn chuyển tiếp, khôi phục và xây dựng lại những ngôi nhà bị thiệt hại do thiên tai và đền bù cho các gia đình nạn nhân của thiên tai. Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc vụ viện đã đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu mọi nỗ lực tổ chức cứu chữa những người bị thương và giảm thiểu thương vong. Theo China News Daily News cho biết, từ đêm thứ ba đến sáng sớm ngày thứ tư, một trận mưa lớn trút xuống huyện Luxi, thành phố Tam Muôn Hiệp, tỉnh Hà Nam, lũ lụt và lở đất đã khiến 75 người chết, trong đó có một người chết khi đang làm nhiệm vụ và 14 người mất tích. Lũ lụt và lở đất là nguyên nhân trực tiếp thiệt hại kinh tế 1,41 tỷ nhân dân tệ. Huyện Lộc Thị nằm trong vùng nội địa của núi Phủ Ngưu với những ngọn núi cao và thung lũng sâu. Dù đã 10 ngày trôi qua kể từ khi xuất hiện trận lũ, những con đường từ quận lỵ đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất như thị trấn Đường Hạc và Trúc Dương Quan của quận vẫn còn ngổn ngang. Sông Lào Quan chảy qua thị trấn Đường Hạc và thị trấn Trúc Dương Quan là con sông lớn thứ hai ở huyện Lộc Thị. Hiện tại dòng sông đang lặng lẽ chảy, nhưng bạn có thể thấy những cây to dày nhưng đã bị bật gốc khắp nơi dọc theo sông và bị chặt một nửa. Đường dây điện bên đường, những cột điện treo lơ lửng trên không, đâu đâu cũng thấy những cây to, cột điện trên sông cắm xuyên trong cát. Nhiều cầu đường bộ, cầu treo dọc sông bị lũ cuốn trôi, thậm chí một số trụ cầu cũng bị cuốn trôi. Tôi đã sống hơn 80 năm và chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào lớn như vậy.
Vương Trung Minh, một ông lão ở thị trấn Vũ Lịch Xuyên cho biết, trận lũ lụt thảm khốc mà huyện Lộc Thị gặp phải có thể được gọi là trận lũ lớn nhất trong lịch sử. Vương Trần Vĩ, Bí thư Đảng ủy huyện Lộc Thị cho biết, một là cường độ mưa là hiếm trong lịch sử, lượng mưa tháng, lượng mưa ngày, lượng mưa giờ đều lớn nhất kể từ khi ghi nhận khí tượng. Thứ hai, những tổn thất gây ra là rất hiếm trong lịch sử. Theo thống kê sơ bộ, trận lũ lụt thảm khốc đã khiến 75 người thiệt mạng, một người chết khi đang làm nhiệm vụ. Trong lúc cứu hộ khẩn cấp, nữ Giang Đào, thị trưởng thị trấn Mẫu Khẩu đã chết trong khi làm nhiệm vụ và 14 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,41 tỷ nhân dân tệ, gấp 11 lần tổng thu ngân sách địa phương của huyện Lộc Thị vào năm ngoái. Thứ ba, tác động đến cuộc sống của người dân là rất hiếm trong lịch sử. Dân số bị ảnh hưởng là 177.000 người, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập, 12.000 người mất nhà cửa. Lưu Vịnh Phát, Phó Giám đốc cựu cứu trợ thiên tai của Bộ Nội vụ, kiêm Ủy viên cứu trợ thiên tai cho biết, sau khi thị sát thảm họa lũ lụt Lộc Thị tại chỗ, tôi đã tham gia công tác cứu trợ thiên tai trong nhiều năm và tôi chưa bao giờ thấy một trận lụt nghiêm trọng như vậy. Những nơi khác có thể là do thiên tai gây ra, nhưng lũ lụt và lở đất ở thị trấn Trúc Dương Quan cũng là do yếu tố con người gây ra. Sau trận lụt, nhiều người ở Trúc Dương Quan đã đề cập đến con đập của trạm thủy điện nhỏ ở hạ lưu làng. Đang ngủ, tôi bỗng thấy lạnh toát khắp người. Tỉnh dậy thì lũ đã vào nhà rồi. Tôi đánh thức cả nhà dậy, mặc áo và quần rồi chạy ra. Khi mở cửa ra, tôi bị loạng choạng. Tôi chạy ra ngoài lúc 2 giờ sáng. Khi nước ngoài đường đã ngập đến thắt lưng, nửa giờ sau, ngôi nhà đầu tiên trong làng bị sập và sau đó âm thanh của ngôi nhà sụp đổ giống như tiếng pháo nổ bị bóp nghẹt kéo dài cho đến khi trời sáng. Trương Tú Chi, một cư dân của thị trấn Trúc Dương Quan cho biết, trong trận lụt này 1.229 ngôi nhà bị sập ở thị trấn Trúc Dương Quan, thị trấn có nhiều ngôi nhà bị sập nhất trong quận và 9 người thiệt mạng. Các nạn nhân đều là người già yếu, bệnh tật và bị tàn tật, bị nhà sập đè chết. Tại Trúc Dương Quan, phóng viên thấy rằng tất cả những ngôi nhà bằng gạch nung trên đường phố đã sập đổ và những ngôi nhà gạch đứng trơ trọi giữa đống đổ nát. Trên đường phố, những người nông dân đang lật dở những loại ngũ cốc ẩm mốc, bốc mùi. Trên đống đổ nát, có thể thấy chăn gà gối đệm, quần áo như bùn đất, đồ đạc bị hư hỏng. Máy giặt tivi đã biến thành vỏ sắt, nhà của chúng tôi bị lũ phá hủy chứ không phải lũ lụt. Một số nông dân nói đèo Chu Dương bị ngập vì đập thủy điện Linh Đông được xây dựng cách thị trấn của chúng tôi 3 hoặc 4 km về phía hạ lưu. Sẽ không bao giờ có một trận lụt lớn như vậy ở đây và nhiều người sẽ chết khi đập không bị vỡ. Một người dân làng là Trần Lão Hán cho biết 1 hoặc 2 giờ đêm ngôi làng bị ngập lụt. Nước không từ thượng nguồn phía Tây đổ xuống mà từ hạ lưu phía Đông, do con đập ở hạ lưu đã chặn nước, đường ngập sâu nhất từ 2-3 mét, đến khoảng 5 giờ sáng thì đập thủy điện bị cuốn trôi. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, nước trong làng đã rút hết, hồ chứa bị sập, nhưng bao nhiêu người trong làng chúng tôi đã chết. Những ngôi nhà bằng đất bị ngâm nước 3-4 tiếng đồng hồ sẽ sập đổ. Ngô trong ruộng bị ngâm cũng không sao, nếu lũ cuốn trôi, ngô chắc chắn sẽ gãy xuống. Lão Trần chỉ vào một mảnh ngô bên cạnh đống đổ nát và nói, ruộng ngô thấp hơn móng nhà gần 1 mét, ngô cao xanh tốt nhưng trên lá vẫn còn vết bùn đất do lũ để lại. Mặc dù trước đó không có dữ liệu khí tượng, nhưng Trúc Dương Quan chưa bao giờ bị ngập lụt kể từ thời Càn Long. Chúng tôi có các tác phẩm điêu khắc bằng đất sét của đền thờ Hoàng đế có liên quan để làm chứng. Lão Trần nói, đền Quan Đế được xây dựng vào thời Càn Long của triều đại nhà Thanh, được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Nó đã bị phá bỏ vào những năm 1990 và được chuyển đổi thành trường tiểu học trung tâm Trúc Dương Quan. Khi nó bị phá bỏ, những chiếc lốp bùn của tượng quan sư vẫn còn trong tình trạng tốt. Trên những tấm bảng đen ở trường còn in rõ những vết lũ để lại. Bản in cao hơn 2 mét so với mặt đất, nhiều nhà đất trong trường cũng bị sập. Một biểu ngữ treo trước cổng trường làm việc chăm chỉ để cứu trợ thiên tai và đảm bảo rằng trường học sẽ khai giảng như dự kiến vào đầu năm học. Nửa đêm thiên tai lũ lụt xảy ra, đồ đạc của chúng tôi không được mang ra ngoài. Tôi đã mất một nửa số tiền dành dụm vất vả mới kiếm được trong một đêm.
Chúng tôi hy vọng cấp trên có thể cử người đi điều tra nguyên nhân của trận thiên tai này. Đôi mắt của lão Trần chuyển sang màu đỏ. Chúng tôi đã nghe báo cáo từ quần chúng và đã cử một nhóm điều tra chuyên gia đến đập để điều tra. Bí thư Đảng ủy huyện Lộc Thị Vương Trần Vĩ cho biết có 3 điểm chính của cuộc điều tra. Liệu các thủ tục của nhà máy thủy điện đã hoàn tất chưa và thiết kế có khoa học hay không? Liệu có mối quan hệ nhân quả giữa việc ngập lụt đèo Dương Quan hay không? Đồng thời mời các chuyên gia đưa ra ý kiến và đề xuất. Dù ai đầu tư bao nhiêu thì cũng phải giải tỏa đập. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì người chịu trách nhiệm phải bị điều tra xử lý theo pháp luật. Vừa qua phóng viên đã nhìn thấy con đập được mọi người thảo luận, đập trạm thủy điện Linh Đông. Con đập cao hơn 10m, rộng hơn 100m, dưới đáy đập bị lũ quét một lỗ lớn dài hơn chục mét. Việc xây dựng nhà máy thủy điện Linh Đông có các thủ tục pháp lý. Giám đốc Khang của Cục Bảo tồn nước huyện Lộc Thị, người mới nhậm chức năm nay cho biết tổng vốn đầu tư của nhà máy thủy điện là hơn 10 triệu nhân dân tệ. Nó là một cổ phần doanh nghiệp do nhiều người đầu tư. Nó được hoàn thành vào tháng 10 năm 2005, bắt đầu phát điện vào đầu năm, mực nước ngập ở cuối hồ chứa cách đường Trúc Dương Quan là 800 mét. Mực nước ngập quá gần thị trấn, nếu có lũ lụt và mực nước lũ dâng cao, ở đèo Trúc Dương Quan chúng tôi sẽ bị ngập. Lão Trần nói, bây giờ chúng tôi không thể ngủ ngon và lòng sông đã được nâng cao gần bằng thị trấn. Một quan chức của Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hà Nam cho biết, huyện Lộc Thị phải hứng chịu lũ lụt như vậy và chịu tổn thất nặng nề như vậy. Điều này có liên quan đến thói quen sinh hoạt hàng nghìn năm của địa phương. Thị trấn Đường Hạc lần này chịu nhiều thương vong nhất với 35 người chết và 7 người mất tích. Nguyên nhân chính dẫn đến thiên tai là do mưa lũ không được khắc phục khẩn cấp. Người dân sống phân tán ở vùng thung lũng sâu núi cao, sạt lở đất do lũ đã cuốn trôi nhà cửa của dân làng. Ngay cả chính quyền thị trấn cũng bị bao phủ bởi bùn. Một quan chức từ Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hà Nam cũng chỉ ra rằng một số khu vực của quận đã bỏ bê việc ngăn chặn thiên tai lũ lụt trong quá trình xây dựng và thực hiện các hoạt động như cải tạo đất trên sườn dốc, tàn dư chất thải khai thác mỏ, làng và các con sông đông đúc, làm hư hại thảm thực vật tự nhiên và làm trầm trọng thêm tình trạng xói mòn đất và tiếp tục làm suy thoái môi trường. Vừa qua, từ Quảng Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã đích thân khởi xướng một cuộc họp gây quỹ tại hội nghị công tác cứu trợ thiên tai của tỉnh. Tất cả các thành phần xã hội lần lượt hưởng ứng, một lòng cam kết quyên góp cho khu vực thiên tai ở phía Tây Hà Nam giá trị đạt 44,45 triệu nhân dân tệ. Theo quy định của chính quyền huyện Lộc Thị, chính quyền sẽ trợ cấp 3.000 nhân dân tệ cho mỗi ngôi nhà mà các nạn nhân xây dựng lại. Mặc dù vậy, Vương Trấn Vệ, Bí thư huyện ủy Lộc Thị vẫn rất lo lắng. Ở huyện của chúng tôi, chi phí xây dựng mỗi ngôi nhà 15m² là 5 đến 6.000 nhân dân tệ và các nạn nhân phải gánh một nửa số tiền đó nên rất áp lực về kinh tế. Thống kê mới nhất cho thấy, trong trận lũ lụt này, 11.623 ngôi nhà ở huyện Lộc Thị đã bị sập do thiên tai, trong đó có 9.846 ngôi nhà cần sự hỗ trợ của chính phủ. Vương Trấn Vệ nói rằng nhà ở mới phải rút ra bài học từ trận lụt này và nhà ở mới sẽ được kết hợp với quy hoạch nông thôn mới, quy mô xây dựng thành một thị trấn nhỏ và xóa đói giảm nghèo. Trước cuối tháng 10 năm nay, tất cả các nạn nhân bị lũ lụt ở huyện Lộc Thị sẽ chuyển đến ngôi nhà mới của họ. Hơn nữa, những ngôi nhà mới xây này sẽ hiện thực hóa 6 kết nối trong tương lai: điện, nước, đường, điện thoại, truyền hình cáp và khí sinh học. 70-80% cơ sở hạ tầng trong quận bị hư hại và có thể mất từ 3-5 năm để phục hồi hoàn toàn, Vương Trấn Vệ nói. Kính thưa quý vị, theo bản tin tóm tắt tin tức và báo chí của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, bắt đầu từ ngày thứ Năm, mưa lớn hoặc mưa xối xả đã xảy ra ở hầu hết các khu vực Giang Tô, Hà Nam và An Huy, nhiều nơi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng và các trường học ở một số khu vực đã bị đóng cửa. Tính đến sáng nay, một số khu vực vẫn còn mưa, tình hình trong lũ diễn ra gay gắt. Kể từ khi Giang Tô vào Mai Châu, lưu vực sông Hoài Hà đã xảy ra mưa lớn. Từ đêm ngày hôm kia đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, Nam Kinh, Trấn Giang, Thường Châu, Vô Tích và những nơi khác ở Giang Tô hứng chịu mưa bão lớn và mưa bão cực lớn một lần nữa. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Nam Kinh, Giang Ninh của vành đai đường cao tốc Nam Kinh thậm chí đã lập kỷ lục về giá trị cực đoan trong lịch sử của lượng mưa vào tháng này. Lưu Mỹ, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Giang Tô, thị trấn Giang Âm, Hoàng Thổ 278,5mm,
đường cao tốc Minh Mã 276,5mm, dọc theo sông ở quận Giang Ninh, trạm cơ bản là Thường Châu 274,4mm, bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn. Tính đến 2 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước kênh Sunan một lần nữa vượt mức cảnh báo. Trước tình hình nghiệt ngã, Cục Phòng chống và Kiểm soát tỉnh Giang Tô đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 2 để kiểm soát lũ lụt và các sở kiểm soát lũ lụt ở nhiều nơi đã mở các cống để xả nước. Do lượng mưa lớn nên một số khu vực không kịp xả nước mưa, nhiều nơi ở Giang Tô bị ngập nước nghiêm trọng. 18 đoạn đường ở thành phố Nam Thông đã hình thành các điểm ngập lụt và văn phòng quản lý cơ sở vật chất thành phố Nam Thông đã cử hơn 100 người trực trong đêm để xử lý tình trạng thoát nước khẩn cấp. Cơ Hạo, giám đốc công ty Đào Kiều số 1 thuộc văn phòng quản lý cơ sở vật chất thành phố Nam Thông cho biết, các đoạn đường bị ngập nước như đường Thạch Luân, đường Diêu Cương, đường Nhân Cương tắc nghẽn. Do mức độ khẩn cấp kiểm soát lũ lụt của Thường Châu đã được nâng lên cấp độ 1, Sở Giáo dục Thường Châu đã quyết định vào ngày hôm qua, tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở, trường dạy nghề và trường mẫu giáo trong thành phố sẽ tạm dừng các lớp học trong 4 ngày. Từ 4 ngày qua, tỉnh An Huy có mưa trên diện rộng, 105 điểm ở 15 huyện nhận lượng mưa trên 100mm, 300.000 ha đất nông nghiệp ở quận Si, Vĩnh Kiều, Linh Bích và Mạch Thành bị ngập ống nhẹ. Cục Khí tượng tỉnh An Huy đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 4 đối với mưa bão. Kể từ tuần trước, tỉnh Hà Nam đã chuyển sang chế độ mưa. Từ 2 ngày qua, ngoại trừ An Dương, Hạ Bích, Bộc Dương, một số khu vực sẽ có mưa vừa đến mưa to, tâm điểm mưa lớn là các huyện, quận Quế Sơn, Đồng Bạch, Hoài Tân, Cổ Thạch, Mã Học Viện, nhà dự báo chính của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, dự đoán rằng sẽ vẫn có mưa lớn ở khu vực Giang Hoài trong vài ngày tới nhưng cường độ sẽ yếu đi. Vẫn sẽ có mưa lớn ở phía nam Giang Tô, phần trung tâm của An Huy và phía đông nam của Hà Nam, nhưng miền Trung có thể thấy cường độ mưa đang yếu dần. Tuy nhiên, vẫn có mưa dông lớn ở khu vực địa phương. Vào cuối tháng này, các khu vực có lượng mưa chính vẫn tập trung ở các khu vực dọc theo Trung và hạ lưu sông Dương Tử và dọc theo sông Hoài Hà. Sang tháng sau, vành đai mưa sẽ có áp suất nam rõ rệt. Vành đai mưa sẽ di chuyển dần về phía nam từ Giang Hán và Giang Hoài đến khu vực Giang Nam. Từ một tuần qua, lưu vực Tứ Xuyên và một số khu vực Tây Bắc liên tục hứng chịu mưa lớn kèm theo hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió mạnh và mưa đá cục bộ, gây lũ lụt lở đất, mưa đá và các thảm họa khác. Lượng mưa cục bộ tích lũy ở lưu vực Tứ Xuyên vượt quá 600mm và ở Đông Nam Cam Túc, Tây Nam Thiểm Tây và phía Bắc là 100-200mm. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở lưu vực phía Tây Tứ Xuyên là 100-350mm. Khu vực cục bộ Miên Dương, Đức Dương và Thành Đô là 400-500mm và khu vực cục bộ ở Miên Dương, Giang Hữu là 619mm. Theo thống kê, mưa lớn gây lũ lụt đã ảnh hưởng đến 6,113 triệu người tại 205 quận trong 35 thành phố thuộc 4 tỉnh như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. 25 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 508.000 người phải di rời khẩn cấp, 53.000 người cần hỗ trợ về y tế, 12.000 ngôi nhà bị sập và 195.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 385.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 802.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 33,42 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Tứ Xuyên và Cam Túc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, động đất 5,2 độ tại Vân Nam khiến 3 người bị thương. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CNNC cho biết, chấn tiêu của trận động đất có độ sâu 10 km. Truyền thông địa phương cho biết 3 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo thông tin mới nhất, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra rạng sáng hôm kia tại thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người bị thương. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CNNC cho biết chấn tiêu của trận động đất có độ sâu 10 km. Truyền thông địa phương cho biết 3 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhà chức trách đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức 3 và khẩn trương điều các đội cứu hộ đến khu vực động đất tại quận Long Dương. Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng hôm kia, giới chức chính quyền thành phố Bảo Sơn thông báo động đất đã gây ra thiệt hại ở nhiều mức độ với nhà ở cũng như cơ sở hạ tầng khác trong và xung quanh tâm chấn. Hơn 2.400 người đã được điều đến khu vực động đất để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tổng cộng 365 lều, 734 giường gấp và 1.470 chăn bông đã được phân bổ cho những khu vực bị ảnh hưởng.
Ở quận Long Dương có 3 khu vực bị ảnh hưởng động đất nghiêm trọng nhất, với 2.805 ngôi nhà bị hư hại và hơn 11.000 cư dân được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Cơ quan cứu trợ động đất Bảo Sơn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thiên tai và xác định các nguy cơ động đất, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và giao thông ở các khu vực bị ảnh hưởng nhằm sớm khôi phục hoạt động sau động đất. Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vào khoảng 8 giờ 37 phút theo giờ địa phương, khoảng 7 giờ 37 phút theo giờ Việt Nam. Một trận động đất có độ lớn khoảng 7,3 xảy ra gần khu vực biên giới vùng Tân Cương của Trung Quốc giáp với Tajikistan. Kính thưa quý vị khán giả, từ mùa lũ đến nay, 50 sông đã xuất hiện lũ trên mức cảnh báo. Ở Bắc Bộ và Nam Bộ đều có mưa trong mùa lũ chính vụ. Thời gian gần đây, nhiều nơi ở Nam Bộ có mưa lớn, công tác chống lũ bước vào giai đoạn gay cấn, cả nước đang vào mùa lũ từ Nam chí Bắc. Mùa lũ năm nay đến tương đối sớm, nhìn chung, tình hình lũ trên các sông hiện nay ổn định, cục bộ có mưa lớn và lũ ở một số khu vực phía Nam. Các bộ phận liên quan đã tăng cường điều tra các nguy cơ tiềm ẩn và sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn và Internet vạn vật để làm cho các phương pháp phòng chống lũ lụt trở nên đa dạng hơn. Vào lúc 18 giờ chiều ngày Chủ nhật tuần qua, khi những xe đá được đổ vào đoạn kè bị vỡ, chỗ vỡ kè ở làng Đi Ly và khu thị trấn Thanh Phong, thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây đã được vá lại một cách trơn tru. Ngày thứ Bảy, do lượng mưa lớn nên đê Thanh Phong có nguy cơ bị tràn, gây vỡ khoảng 35m. Người dân địa phương đã nhanh chóng chuyển người và tiến hành cứu hộ khẩn cấp kịp thời. Tại làng Hồ Đường, thị trấn Lục Quân, huyện Nguyên Châu, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, nước mưa nhấn chìm cả cây và các mảnh vụn khác chặn đập tràn của hồ chứa Bạch Mã Khanh và việc xả lũ của hồ chứa bị ảnh hưởng. Quản lý an toàn hồ chứa Hoàng Bộ đã dọn sạch đập tràn trong vòng chưa đầy 1 giờ dưới trời mưa. Quận Viên Châu đã chỉ định người chịu trách nhiệm cho 250 hồ chứa, 206 điểm thiên tai lũ lụt trên núi và 8 điểm ngập ống đô thị. Năm nay, Trung Quốc bước vào mùa lũ từ ngày cuối tháng 3, tức là sớm hơn so với trung bình mùa lũ là từ ngày 1 tháng 4. Kể từ khi mùa lũ bắt đầu đến nay được hơn 1 tháng, tình hình lũ lụt đã thể hiện như thế nào? Nhìn chung, tình hình lũ lụt trên sông và các sông ổn định, từ quan điểm cục bộ, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực ở phía Nam. Diêu Văn Quang, Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán ở Bộ Tài nguyên nước, giới thiệu rằng kể từ ngày 5 đến nay, hầu hết phía Nam sông Dương Tử, phía Bắc Nam Trung Quốc, Tây Nam và Đông Bắc Trung Quốc, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. 21 con sông ở Giang Tây, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo, trong đó có 3 con sông vượt giới hạn cảnh báo an toàn và 2 con sông vừa và nhỏ hứng chịu lũ lớn nhất kể từ khi có số liệu đo đạc. Nhìn chung, lượng mưa có nhiều hơn một chút. Từ mùa lũ đến nay, lượng mưa trung bình cả nước là 72mm, cao hơn cùng kỳ năm trước là 5%. Lượng mưa trung bình cả nước cao hơn cùng kỳ năm trước 50% đến gấp đôi. Một số sông vừa và nhỏ vượt mức cảnh báo. 50 sông ở 6 tỉnh gồm Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây có lũ trên mức cảnh báo, cao hơn 70% so với cùng kỳ 3 năm qua. Đối với các sông chính, mực nước hiện tại nhìn chung ở mức thấp. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước nói rằng lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử trong tháng 4 nhìn chung là bình thường so với mức trung bình hàng tháng của cùng kỳ trong 30 năm. Trong số đó, thượng lưu sông Dương Tử ít hơn 27%, trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử nhiều hơn 4% phía Bắc và ít hơn ở phía Nam. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi, trong mùa lũ chính vụ từ tháng 6 đến tháng 8, Trung Quốc vừa hạn hán vừa lũ lụt nghiêm trọng, miền Bắc và miền Nam đều có mưa. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở các địa phương ở Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, sông Hải Hà, sông Liêu, lưu vực sông Châu Giang, vùng Chiết Giang, Phúc Kiến và các vùng phía Tây Nam. Khu vực này chủ yếu nằm ở phía Đông và Trung lưu của thượng nguồn sông Dương Tử và phần phía Bắc của miền Đông Tân Cương, Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, sông Đại Khánh, sông Yia và sông Trường Vệ trong lưu vực sông Hải Hà, sông Nội Giang, sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang trong lưu vực sông Tùng Liêu, sông Bắc Giang, sông Đông Giang và sông Hán Giang ở lưu vực sông Châu Giang và sông Liêu Hà, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam. Mưa lớn và lũ lụt trong khu vực có thể xảy ra trên các sông ở Vân Nam và các tỉnh khác. Trong bối cảnh các hiện tượng cực đoan diễn ra thường xuyên và tái diễn, diễn biến lũ lụt ngày càng bất định, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác phòng chống lũ lụt.
bộ phận bảo tồn nước lên kế hoạch trước, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tiến hành tham vấn và phán đoán luân phiên, tìm ra các điểm rủi ro và chủ động. Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ chính dự kiến sẽ tương đối thấp, phân bố không đều theo không gian và thời gian, hạn hán nghiêm trọng hơn lũ lụt nhưng lượng mưa cao hơn năm ngoái. Dự kiến La Nina bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, kéo dài đến tháng 3 năm nay, dự kiến nó sẽ chuyển thành El Nino vào tháng 7. Điều này sẽ mang đến sự bất ổn lớn cho khí hậu lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ. Tướng phòng thủ sông Dương Tử Kế Nhất Minh, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Lưu vực sông Dương Tử nói rằng phần phía bắc của thượng nguồn sông Dương Tử, phần phía nam của Hai Hồ và phần phía nam của Thái Hồ có nhiều mưa hơn, kèm theo các thảm họa như lở bùn và sạt lở đất sẽ xảy ra. Kế Nhất Minh cho biết ngoài ra thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh vẫn sẽ thường xuyên xảy ra trong mùa lũ năm nay, cần tăng cường phòng ngừa tác động bất lợi của nó đối với vận tải và nước sông Dương Tử cùng các cơ sở hạ tầng. Tỉnh Chiết Giang có mạng lưới nước dày đặc và địa hình phức tạp, tình hình kiểm soát lũ lụt, phòng chống bão và hạn hán rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, thiên tai lũ lụt, nhiệt độ cao và rủi ro hạn hán cùng tồn tại ở Chiết Giang, hạn hán và lũ lụt bất ngờ thỉnh thoảng xảy ra. Trần Dạ Hành, thành viên của nhóm đảng và kỹ sư trưởng của Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang nói rằng hiện tại có sự không chắc chắn lớn về nhiệt độ nước biển trong tương lai ở Tây Thái Bình Dương. Nếu nhiệt độ nước biển tiếp theo lạnh hơn, xác suất lũ lụt cao, nếu nhiệt độ nước biển tiếp theo ấm hơn, xác suất hạn hán cao. Chiết Giang đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán trước lũ, cử 65.700 thanh tra, kiểm tra 37.400 công trình, phát hiện 1.369 nguy cơ tiềm ẩn, tất cả đều đã được chấn chỉnh hoặc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa lũ. Dự kiến từ nay đến cuối tháng này, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm lên ở phía Nam, lại xuất hiện một đợt mưa lớn. Thượng lưu sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang, Nam Quảng Tây và một số vùng ven biển, các sông ở phía Tây Quảng Đông sẽ bị lũ lụt đáng kể và mưa lớn ở Quảng Tây, Quảng Đông và các tỉnh khác. Một số sông vừa và nhỏ trong khu vực có thể vượt qua mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi sẽ tiếp tục hướng dẫn, giám sát tất cả các địa phương, căn cứ đặc điểm lưu vực sông, đẩy nhanh tiến độ gia cố hồ chứa, điều tra toàn diện, khắc phục rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn như công trình xả lũ hồ chứa, công trình kè, sạt lở núi, thiên tai lũ lụt, làm phẳng các kênh lũ sông và chuẩn bị cho việc sử dụng các khu vực chứa và dự lũ. Thưa quý vị, nhiều nơi ở Quảng Tây phát cảnh báo, Đài quan sát khí tượng Quảng Tây đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 12 giờ ngày thứ tư vừa qua. Dự kiến từ tối nay đến ngày mai, một số khu vực ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Hạ Châu, Lai Tân, Quý Cảng, Nam Ninh, Ngọc Lâm và các thành phố khác sẽ trải qua mưa to đến rất to. Mưa to cục bộ kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Hãy cẩn thận! Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng thành phố Tân Châu, thành phố Ngô Châu và thành phố Quế Lâm cũng phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng. Dự báo trong 6 giờ tới, hiện tượng sét sẽ xảy ra ở các khu vực đô thị và khu vực ven biển của nhiều thành phố, có thể kèm theo bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dễ xảy ra tai nạn thiên tai, cần đề phòng. Cục Bảo tồn nước Quảng Tây và Cục Khí tượng Quảng Tây đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thảm họa lũ lụt trên núi vào lúc 16 giờ chiều ngày thứ Ba. Ước tính từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 20 giờ ngày thứ Tư có khả năng xảy ra thiên tai, lũ lụt ở phía Đông Ngọc Lâm với cảnh báo đỏ. Hãy chú ý đến việc theo dõi, kiểm tra, cảnh báo sớm, di chuyển và tránh các thảm họa núi lở ở các khu vực bị ảnh hưởng. Theo Cục Khí tượng Quảng Tây, từ hôm qua đến sáng hôm nay có mưa vừa, cục bộ đến mưa to, rất to ở khu vực Đông Bắc Quảng Tây và một số nơi ven biển, hầu hết các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào nhẹ. Theo thống kê từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có mưa to với lượng mưa là 57,6mm tại thị trấn Nạp Lan, huyện Phong Thành, cảng Phong Thành. 9 xã thị trấn thuộc 7 huyện có mưa to ở Quế Lâm và cảng Phong Thành. Dự báo do ảnh hưởng chung của đường trượt và không khí lạnh nên từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới, ở Quảng Tây có mưa to diện rộng liên tục kèm theo thời tiết đối lưu mạnh. Lượng mưa tích lũy trong quá trình là từ 50 đến 150mm ở phía Bắc Quảng Tây, phía Đông Quảng Tây và các khu vực ven biển cao hơn 200mm so với mặt đất, 20 đến 40mm ở các khu vực khác và lượng mưa tối đa trong một giờ là 40 đến 60mm.
Cơn bão số 6 cấp bão mạnh năm nay đổ bộ vào bờ biển Đài Sơn, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 17 giờ ngày hôm kia và ngừng cấp số vào khoảng Tây lúc 20 giờ cùng ngày. Bão số 6 là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, đồng thời cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi bão số 2, từ sáng ngày hôm kia đến ngày hôm nay, lượng mưa tích lũy ở Trung và Tây Quảng Đông, Trung tâm Quảng Tây, Bắc đảo Hải Nam, Đông Nam Quý Châu và Đông Nam Giang Tô, Đông Nam An Huy, Bắc và Đông Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến thấp hơn một chút, từ 150 đến 330mm. Mao Minh, Dương Giang, Vân Phủ, Giang Môn, Thâm Quyến, Huệ Châu và các nơi khác ở Quảng Đông từ 300 đến 478mm. Lượng mưa hàng giờ tối đa ở miền Trung và miền Tây Quảng Đông và Đông Nam Quảng Tây là 30 đến 60mm, cục bộ 70 đến 95mm. Theo thống kê, mưa bão đã ảnh hưởng đến 4,713 triệu người tại 186 quận huyện trong tỉnh, khu tự trị như Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam. 16 người chết và 1,529 triệu người phải di dời khẩn cấp. 98.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 3.400 ngôi nhà bị sập và 11.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 341.400 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 162.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 14,23 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Quảng Đông và Quảng Tây bị ảnh hưởng nặng nề. Thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt. Ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để ứng phó với lũ lụt trong bối cảnh những trận mưa lớn dự kiến sẽ trút xuống các khu vực miền Nam nước này. Mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện ở các khu vực như Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây từ hôm nay đến ngày kia với dông bão và gió giật ở một số nơi. Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, một số địa phương ở Tây Tạng và Vân Nam cũng đang chuẩn bị phương án ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 đổ vào vịnh Bengal. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã cử hai đoàn công tác tới hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng, ứng phó với thời tiết cực đoan. Cũng trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán Quốc gia và các bộ ngành liên quan khác đã họp bàn và quyết định nỗ lực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tăng cường tuần tra những khu vực nguy cơ cao như công trường xây dựng và các hồ chứa. Các cơ quan trên kêu gọi nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ tán người dân và đảm bảo an toàn cho những người tham gia công tác cứu hộ. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp ứng phó cao nhất, lũ lụt và gió, mưa đá ở Tây Bắc Trung Quốc. Từ 5 ngày qua, các khu vực phía Tây Bắc có mưa to hoặc mưa dông rải rác, trong đó từ 18 giờ đến 24 giờ tối hôm thứ Năm, khu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ ở tỉnh Cam Túc bị mưa lớn, huyện tự trị Đông Hương có lượng mưa tối đa 154mm trong 6 giờ, thị trấn Đại Ban, thị trấn Quốc Viên và thị trấn Phong Sơn có lượng mưa tối đa từ 50-90mm trong 6 giờ, gây ra trận lũ lụt trên núi. Theo thống kê, thiên tai đã khiến 510.000 người ở 53 quận huyện trong 18 thành phố và quận tự trị ở 4 tỉnh và khu tự trị của Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, hơn 3.700 người cần được hỗ trợ tính mạng khẩn cấp. Hơn 4.000 ngôi nhà bị sập và 29.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 34.400 cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 62.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,81 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Cam Túc chịu thảm họa nặng nề nhất. Mưa lũ dữ dội ở Nội Mông. Từ 5 ngày qua, nhiều nơi ở khu tự trị Nội Mông có mưa to, gió lớn. Trong số đó, từ 23 giờ ngày thứ Năm đến 11 giờ ngày thứ Sáu, 103 quận trong khu vực có mưa và 8 trạm ở 3 quận có mưa lớn với lượng mưa từ 104,3 đến 165mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra tại Dương Liễu Thất Bộ, huyện Cổ Dương, thành phố Bao Đầu, đạt 165mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn cục bộ, nhiều con sông ở thành phố Bayanawa, thành phố Bao Đầu và thành phố Hồi Hột đã trải qua lũ lụt tương đối lớn, phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Theo thống kê, mưa lũ ảnh hưởng đến 770.000 người ở 40 quận và 10 thành phố bao gồm Bayanawa, Bao Đầu và Ordos. 23 người chết, 1 người mất tích, 103.000 người phải di dời khẩn cấp và hơn 5.400 người cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế. Gần 4.900 ngôi nhà bị sập, 24.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 318,6.000 ha, trong đó mất trắng là 90,7.000 ha. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,98 tỷ nhân dân tệ.
lũ lụt tại thành phố Hanmi, Tân Cương từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày hôm kia tại thị trấn Tần Thành, huyện Nghi Châu, thành phố Hanmi, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương có mưa lớn bất ngờ, trong đó xảy ra mưa lớn cục bộ và lũ lụt cục bộ tại Xiao Bao, khu vực thị trấn Tần Thành. Lượng mưa tối đa trong 1 giờ đạt 110mm, lưu lượng đỉnh lũ tối đa đạt 731m3 mỗi giây, kỷ lục cao nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn. Lượng mưa quy mô lớn xảy ra ở huyện Nghĩa Ô cùng một lúc. Thời gian qua, lưu lượng đỉnh lũ tối đa của sông Nghĩa Ô đạt 170m3 mỗi giây và tốc độ dòng chảy tức thời ở khu vực Hạ Mã Lai thuộc lưu vực sông Nghĩa Ô lớn nhất từng được ghi nhận trong hồ sơ thủy văn. Do lưu lượng đỉnh lũ và hồ chứa Thất Nguyệt Câu, một hồ chứa nhỏ có dung tích chứa 6,78 triệu mét khối, đạt tổng cộng 1.848 mét khối mỗi giây, vượt xa tiêu chuẩn lũ kiểm tra 300 năm của hồ chứa là 537 mét khối mỗi giây, dẫn đến việc hồ chứa nhanh chóng bị tràn và một số đập bị vỡ gây ra lũ lụt. Theo thống kê, trận lũ đã khiến tổng cộng 25.000 người ở huyện Nghĩa Ô, huyện Nghĩa Châu, thành phố Hanmi, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương và 8 trung đoàn của Sư đoàn 13 thuộc Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương bị ảnh hưởng, 32 người thiệt mạng và hơn 6.000 người phải di rời khẩn cấp, đập bị sập và hơn 7.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 7.900 ha, trong đó 1.800 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,11 tỷ nhân dân tệ, lũ lụt lớn ở Nam Trung Quốc. Từ một tuần nay, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác tiếp tục hứng chịu mưa lớn, lượng mưa từ 300-500mm, Sàn Vị, Yết Dương, Huệ Châu, Chu Hải và các nơi khác là 600-900mm. Khu vực địa phương Huệ Châu, Huệ Đông và Sán Vị, Lộc Hà là 1.086-1.393mm. Trong đó, ngày hôm kia, 8 thành phố gồm Chu Hải, Trung Sơn, Giang Môn, Thâm Quyến, Đông Quan, Huệ Châu, Sán Vệ và Yết Dương ở Quảng Đông có mưa lớn từ 250-492mm. Ngày hôm qua, 5 thành phố ở Quảng Đông, Yết Dương, Sán Đầu, Sán Vĩ, Huệ Châu và Hà Nguyên lại xảy ra mưa bão lớn từ 250-600mm. Các khu vực địa phương Huệ Châu và Huệ Đông đạt 727-1.034mm, phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày ở Quảng Đông và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê, trận mưa lớn gây ra lũ lụt đã ảnh hưởng đến 2,163 triệu người tại 79 quận huyện trong 28 thành phố thuộc 3 tỉnh và khu tự trị của Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây. 24 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 132.000 người di rời khẩn cấp, 74.000 người cần hỗ trợ y tế và đời sống, hơn 1.100 ngôi nhà bị sập, hơn 2.600 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 85.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 4,5 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 6,63 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Quảng Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lũ lụt ở Vân Nam. Cũng từ mấy ngày qua, một số khu vực của tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh, gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác. Trong đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, một trận lở đất xảy ra tại thị trấn Thông Quan, huyện Mộ Giang, thành phố Pua, khiến 8 người thiệt mạng. Rạng sáng ngày hôm nay tại thị trấn Mạnh Đồng, huyện Malipo, Văn Sơn, dân tộc Trang và huyện tự trị Miêu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 10 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Thông tin liên lạc và điện ở thị trấn Mạnh Đồng bị gián đoạn, nhiều con đường bị sập. Theo thống kê, trận lở đất đã ảnh hưởng đến 220.000 người ở 51 quận trong 14 thành phố và quận tự trị bao gồm Văn Sơn, Phổ Nhĩ và Lâm Cang, 20 người thiệt mạng, 12 người mất tích và hơn 2.100 người phải di rời khẩn cấp, hơn 400 ngôi nhà bị sập, 10.000 trang trại bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 13,7 nghìn hecta, trong đó 3,5 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,47 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất 5,9 độ Richter ở Mặc Giang, tỉnh Vân Nam. Vào lúc 10 giờ 31 phút hôm thứ Tư tuần trước, tại huyện Mặc Giang, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, tại tọa độ 23,28 độ Vĩ Bắc, 101,53 độ Kinh Đông, đã xảy ra một trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 11 km. Theo thống kê, trận động đất đã ảnh hưởng đến 113.000 người ở 7 quận Phổ Nhĩ và Ngọc Hy. 28 người bị thương và 16.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và 34.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,29 tỷ nhân dân tệ. Vỡ đập ở hồ chắn sông Kim Sa ở biên giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng.
Vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Hai, một vụ lở đất đã xảy ra tại ngã ba của huyện Giang Đại, huyện Cam Đô, khu tự trị Tây Tạng và huyện Bạch Vũ, khu tự trị Tây Tạng Gaje, tỉnh Tứ Xuyên, khiến sông Kim Sa ngừng chảy và tạo thành hồ chứa nước. Theo thống kê, trận lở đất đã ảnh hưởng đến 46.000 người tại 16 quận của 3 tỉnh và khu tự trị Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam. 41.000 người phải di rời khẩn cấp. Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày thứ Ba, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại địa điểm sạt lở đất ban đầu ở làng Bạch Mã, thị trấn Pulu, huyện Giang Đại, thành phố Trường Đô, khu tự trị Tây Tạng, khiến sông Kim Sa ngừng chảy và tạo thành hồ chứa nước. Theo thống kê, trận lở đất cũng đã ảnh hưởng đến 102.000 người ở 3 tỉnh và khu tự trị Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam, 86.000 người phải di rời khẩn cấp.